hệ thống thông tin nhân sự, thì trên đây là danh sách của các thành viên nhóm em. Đầu tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm chấm công là gì. Theo như nhóm em tìm hiểu thì chấm công là việc mà vô cùng quen thuộc cũng như là quan trọng trong doanh nghiệp hay là công ty hay là những nơi sử dụng lao động. Việc chấm công sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp hay là các bộ phận hành chính nhân sự kế toán có thể nắm được số này, số giờ công việc làm của mỗi nhân viên. Và sau đây là năm loại hình của chấm công, đó là chấm công bằng thẻ giấy, chấm công bằng thẻ từ, chấm công bằng khuôn mặt, chấm công bằng vân tay và chấm công online. Đầu tiên đó là hình thức chấm công bằng đầu tiên đó là hình thức chấm công cơ học bằng thẻ giấy. Đây là cái cách sử dụng máy chấm công và thẻ giấy để mà lưu giữ lại các tài liệu cần thiết khi chấm công. Và cái này có một số ưu nhược như sau. Về ưu điểm thì loại này có tốc độ in của máy rất nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ sử dụng, dễ dàng di chuyển, có chuông báo giờ và ít tốn kém hơn so với việc chấm công bằng thẻ từ hay là khuôn mặt. Ngoài ra thì có một số nhược điểm như là luôn mang theo và yêu cầu phải bảo quản cẩn thận thì mới có thể là sử dụng để chấm công được. Có thể có nhiều trường hợp gian lận và chấm công hội nhau, tại vì cái trường hợp này thì nhà quản lý không thể xác nhận được bằng cách trực diện. Ngoài ra còn một nhược điểm khác đó là quá trình tổng hợp lại thông tin dữ liệu sẽ mất gây mất công cũng như là dễ gây ra sai sót. Tiếp đến đó là hình thức tiếp theo là hình thức chấm công điện tử bằng thẻ từ. Thì cái phương pháp này yêu cầu phải trang bị cái máy chấm công bằng thẻ từ như ở bên hình, và ở trong cái ở có một cái thẻ thì gồm có mã số và các thông tin cần thiết để người chấm công thực hiện chấm công. Ở trên đó nó sẽ có cái mã vạch cũng như là cái mã số của người chấm công. Cũng tương tự thì có một số ưu nhược điểm như là về ưu điểm nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp, sử dụng loại thẻ nhựa nên là rất dễ bảo quản, dễ dàng kết nối với máy tính, tránh tối đa sai sót, tiết kiệm công sức cho các cán bộ quản lý và cán bộ kế toán, kết hợp thêm các chức năng kiểm soát cửa ra vào, bộ nguồn dự trữ đề phòng mất dữ liệu khi mà bị mất điện. Ngoài ra có nhược điểm như là phát sinh thêm chi phí in thẻ từ, đòi hỏi người lao động phải luôn mang theo thẻ và có thể có một nhược điểm giống như hình thức trước đó là dễ bị trường hợp đó là chấm công gian lận. Tiếp đến đó là hình thức chấm công bằng vân tay. Thì nhóm em xin phép là cái quy trình của tụi em thực hiện đó là dựa trên cái quy trình chấm công bằng vân tay. Và cái quy trình chấm công bằng vân tay này đó là sử dụng cái sân chắc vân tay để mà chấm công. Có một số ưu điểm như là hạn chế tình trạng gian lận, đem lại độ chính xác cao, nhanh chóng, chuyên nghiệp, cho phép trích xuất dữ liệu ngày nghỉ, ngày tăng ca cũng như là thời gian ra vào. Ngoài ra thì không bị phát sinh các chi phí khác khi mà thực hiện lấy dấu vân tay cũng như là thực hiện đưa thông tin để mà chấm chấm công. Có nhược điểm, một số nhược điểm như là khi mà tay mình bị ướt, bị lạnh hay là bị thương sẽ cái máy chấm công nó sẽ không nhận diện được cái vân tay của mình, dẫn đến cái tình trạng mà không chấm được công tay hay là sẽ bị chấm công trễ. Và nhược điểm tiếp theo đó là với những cái bộ phận mà sản xuất kim loại hóa chất thì vân tay của họ sẽ bị bào mòn và nó cái máy chấm vân tay thì nó sẽ không nhận dạng được, khó nhận dạng. Tiếp đến đó là hình thức chấm công bằng khuôn mặt.
Thì cái hình thức này á là sẽ sử dụng cái máy, đơn giản chỉ là sử dụng cái máy đó và nó nhận diện khuôn mặt mình, từ đó để mà xác định được cái đối tượng chấm công. Thì ưu điểm đó chính là giải quyết được vấn đề phát sinh từ các hình thức trước, chẳng hạn như là quên thẻ hay là cái vấn đề chạy sức vân tay. Ngoài ra thì độ chính xác cao, không thể gian lận trong cái việc chấm công, tốc độ chấm thì nhanh và hiệu quả, không phát sinh thêm chi phí khác. Và ngoài ra thì kết nối thông minh với lại máy tính USB giúp cho việc xử lý dữ liệu cũng như là việc tính lương, tính công nhanh chóng. Có nhược điểm chẳng hạn như là chi phí đầu tư cho máy này khá là đắt và tốc độ xử lý chậm hơn so với dòng máy chấm công bằng vân tay, thẻ và giấy. Một hình thức khác đó là chấm công bằng mống mắt, là sử dụng cái mắt của mình để mà chấm công, tại vì mỗi người thì đều có một cái cấu trúc mắt và cái mống mắt khác nhau. Ưu điểm của hình thức này đó là hình thức chấm công tiên tiến bậc nhất hiện nay, nhằm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, tốc độ xử lý nhanh chóng, đơn giản và dễ sử dụng, chế độ bảo mật cực kỳ tốt. Ngoài ra nhược điểm đó là giá thành cao so với những cái chấm công còn lại. Và hình thức chúng em tìm hiểu cuối cùng đó là hình thức chấm công online. Cái hình thức này các bạn có thể thấy ở trên, khi mà các bạn đi làm thêm hay là đi làm ở các quán cà phê thì thường người ta sẽ sử dụng cái hình thức này, đó là bạn sẽ chụp hình ảnh cái của bạn lại và cái đó nó chỉ nhận dạng tại quanh cái khu vực mà bạn làm việc thôi, nếu mà bạn chụp hình hay là bạn chấm công ở nơi khác thì nó sẽ không nhận gì. Cái này có ưu điểm đó là người quản lý không cần mất quá nhiều thời gian nhưng mà vẫn có thể chấm công một cách hiệu quả, có thể thay đổi một số đặc tính của phần mềm khi mà sử dụng ở các doanh nghiệp khác nhau và tạo tác phong công nghiệp. Hệ thống phần mềm giúp định vị công ty cũng như là doanh nghiệp như mình nói thì nó sẽ định vị tại vị trí đó, còn nếu mà khi mà bạn chấm công ở một nơi nào mà xa hơn cái khoanh vùng của doanh nghiệp hay là của công ty bạn đó, thì nó sẽ không nhận gì. Ngoài ra có một nhược điểm đó là nó đòi hỏi phải luôn có kết nối wifi cũng như là kết nối 3G. Đến phần tiếp theo mình xin mời Huy. Huy ơi. Chắc ông đang ngủ rồi. Ông hề nghe thầy. Rồi rồi nói đi Huy. Thầy đợi xíu nghe thầy. Rồi. Dạ, alo, xin chào thầy và tất cả các bạn ạ. Không biết là thầy và các bạn có nghe được tiếng của em không ạ? Thầy khôi chuyển Rồi. giọng hình con gái rồi Alo. thầy.
Alo. Huy mà sao giờ thấy bình? Huy xin phép được À, dạ, trước khi tới cái phần quan trọng của bạn Huy thì em sẽ đi qua hai cái quy trình mà tụi em mới vừa thêm vào nội dung trước để tới những cái sơ đồ quan trọng của bạn Huy thuyết trình khúc sau ạ. Ừ rồi, nói đi em. Dạ rồi. Thì tụi em mới vừa trước đó thì tụi em có nghiên cứu về một cái quy trình chấm công của một cái công ty, đó là đầu tiên thì cái khi mà nhân viên mới vào thì sẽ kích hoạt cái dấu vân tay của họ là thông qua cái việc mà đăng ký chấm công cũng như là ghi ca nghỉ thì tới cái máy chấm công, và cái máy chấm công này sẽ ghi lại cái dữ liệu chấm công và đưa đến cái công thức tổng hợp. Nó sẽ có chức năng là sẽ ghi được những cái giờ đi muộn hay là về sớm, sau đó thì sẽ điều chỉnh và tính công, cùng với việc tiếp theo đó là lập bảng công, kiểm tra phê duyệt, tính lương và lưu hồ sơ kết thúc. Và đi sâu hơn thì sẽ tới cái sơ đồ PDF. Sơ đồ PDF mà tụi em đã tìm ra thì cái quy trình chấm công này nó sẽ trải qua ba năm bộ phận như sau. Đó là cái bộ phận tạo mã nhân viên, ID vân tay, bộ phận quản lý thông tin nhân viên, bộ phận thống kê tính toán dữ liệu chấm công, bộ phận báo cáo tổng hợp lưu đồ hồ sơ, và cuối cùng là thiết bị chấm công. Và cái sơ đồ mà tụi em làm sau khi tìm hiểu được cái quy trình chấm công này, sơ đồ tiếp theo đó là sơ đồ ngữ cảnh của quy trình chấm công, thì do bạn quy trình bày ạ. Alo ơi. Alo. Tiếp tục phần thuyết trình. Thì như nhóm em đã thuyết trình thì là giờ tới cái sơ đồ ngữ cảnh của quy trình chấm công, thì như thầy và các bạn đã thấy thì tụi em đã xây dựng được một cái sơ đồ như vậy đây. Rồi thầy có nhận xét gì không thầy? Mới bước đầu thì cũng chưa biết gì, phải qua phía sau nữa mới nhận xét được bà. Bạn cứ báo cáo đi. Dạ thì xây dựng cái sơ đồ ra vậy thôi chứ cũng không có gì để báo cáo với thầy. Bên qua sơ đồ tiếp theo. Thì đây là sơ đồ DFD ở mức 0 ạ. Thì cái này là tụi em xây dựng theo ý hiệu của tụi em thôi, thì em không có biết là sai hay đúng bước nào không, thì mong thầy nhận xét luôn ạ. Cái này phải đợi tôi đọc mới nhận xét được nhé. Dạ. Nhưng mà bạn không có giải thích gì thêm hả? Dạ không, thì tại nó thể hiện chế hết trên sơ đồ rồi thầy ạ. À, cái này bà, cái này. Về mặt quy trình nha, thì cái chỗ mà 1.0, 2.0, 3.0 á, nó thường bắt đầu bằng một động từ. Các bạn bỏ chữ bộ phận đi, và 1.0 bỏ chữ máy đi, thì nó sẽ đúng hơn. Có nghĩa là ở đây chúng ta dùng động từ đầu tiên. Quá trình 1.0 là chấm công, 2.0 là thống kê và kiểm tra, 3.0 là tính công. Dạ. Ha. Dạ. Dạ bài của tụi em thì chỉ đi đến đây thôi, tụi em chưa có xây dựng một cái sơ đồ cuối cùng á, thì tụi em sẽ bổ sung sau ạ. Rồi, để mình nhận xét. Các bạn lưu lại một slide được không? Đây đúng thầy. Rồi, các bạn tới giùm tôi một cái. Rồi, các bạn lưu lại hai slide giùm tôi một cái.
thì nó sai chỗ này nè. Các bạn nhìn vào luôn lưu đồ bếp đều của các bạn ấy, thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái mũi tên đúng không? Thì về nguyên tắc khi các bạn phân rã nó ra ở DFD ở mức độ 0 ấy, thì nó cũng có chỉ có 3 quá trình thôi. Thì nó gồm có như vậy, quá trình cái DFD của bạn ấy, thì phải là bước cái gồm có là gì? Một ấy, đó là chấm công. Hai ấy, là cái gì nhỉ? Mà phân tích gì á? Phân tích và giải thứ ba, và quá trình thứ ba là tấn công thôi. Nên vậy chỗ này là bộ phận quản lý thông tin nhân viên bỏ, bộ phận thống kê tính toán dữ liệu chấm công thì các bạn bỏ đi, bỏ bộ phận thống kê mà các bạn là tính toán dữ liệu chấm công à. Rồi bộ phận báo cáo bỏ đi, còn cái thiết bị máy chấm công thì các bạn để làm chấm công, số 1 là chấm công, còn bộ phận tạo máy nhân viên đi bỏ luôn. Dạ rồi. À, nên vậy các bạn qua hai slide đi. Đây, đó, các bạn BFD nó gồm có một là chấm công, thứ hai là thống kê và kiểm tra, và thứ ba là tính công, vậy thôi. Nó chỉ có ba cái đó thôi. Rồi, hiểu chưa? Dạ rồi em À, xin cảm ơn ạ. để em sẽ về chỉnh sửa lại và làm lại cái phần đó. À, cũng không cần phải chỉnh sửa làm lại đâu, các bạn cứ để vậy đi, để vài nữa tôi lừa các bạn trong bài thi nhé. Rồi cảm ơn các bạn nhóm rất nhiều. À, bài báo cáo của bạn nó khá là hay đấy, thì ban đầu thì cũng cung cấp thông tin một số về các phương pháp chấm công ha. Dĩ nhiên ở Việt Nam mình thì hiện nay chủ yếu là web phương Tây thôi, còn web bột võng mạc thì chắc có lẽ chỉ những công ty nào mà siêu cao cấp hoặc là nguy hiểm lắm thì mới làm đó, vì nó khá là đắt đỏ và nó đòi hỏi cái đầu tư về cơ sở vật chất và phần mềm hệ thống cũng khá là gọi là khá là mắc và tốn kém. À, cảm ơn bạn Quang đã đòi lại công bằng cho tôi, nhưng mà cảm ơn bạn. Hiện nay tiền bạc thì không cần, bởi vì tôi lời chứng khoán rồi, riêng ngày hôm nay tôi lời gần 30 triệu rồi. Quá ngon thầy. Dạ À, tuyệt vời mà, tôi cho coi tài khoản này. thầy ơi, 30 triệu em chỉ xin thầy ly trà đào 15.000 thôi. À, thì đi học đây, mua lên đi, tôi thanh toán cho. Đây, bữa giờ hôm bữa là lời 20 mấy triệu ha, hôm nay lời 66 triệu rồi. Ngồi chờ ở nhà chờ tiền lên thôi các bạn. À, tôi vẫn nói là nên mua cổ phiếu gì Hòa Phát ha, Hoa Sen. Tôi cách đây đầu tuần hôm thứ ba vừa rồi á, tôi mới mua Hoa Sen các bạn, có nghĩa tôi mới mua nó đây thôi mà nó chạy nhanh lắm ạ. Con Hoa Sen này chạy khá là nhanh. Và nguyên tắc là dịch bệnh thì người ta ở nhà càng nhiều, giống như các bạn nghỉ Tết á, nghỉ Tết 2 tuần đúng không, thì các bạn ở nhà làm gì? Chuẩn bị Tết và mua bộ bài, và Tết gặp nhau để làm gì? Thì để đánh bài. Thì nghỉ dịch corona ở nhà thì buồn quá, thu nhập giảm sút không biết làm gì thì chơi chứng khoán thôi các bạn. Mua đất thì phải lết xác ra ngoài đường, mà ngoài đường cách ly xã hội thì mua đất không được, tôi mua vàng và mua chứng khoán tích trữ thôi các bạn. Đó chính là lý do vì sao mà hôm nay chứng khoán nó nhảy dựng lên, mặc dù thông tin dịch bệnh nó càng ngày càng nghiêm trọng ở Việt Nam các bạn. Lớp trưởng mua chưa? Hôm nay lớp trưởng mua chứng khoán chưa? Không mua được thầy ơi. Sáng bảo mua đi không chưa mua được hả? Mua từ tuần trước giờ là có tiền đi bao bạn trai uống trà sữa rồi ha. Cảm ơn bạn Quang. À, không cần đâu mà, nợ của em thì thôi tôi.
À, bạn online bạn hỏi chứng khoán mình mua thì phải chờ bao lâu mới bán, và có nghĩa tôi lấy nó tính là T cộng 3 là 3 ngày giao dịch các bạn. Ví dụ như là các bạn mua ngày thứ 6 đúng không, thì các bạn nhìn vào đây nè, nó có chữ T1, T2 này. Ví dụ hôm nay là tôi một ngày mua 1.000 cổ phiếu này của TLH này, tôi mua 1.000 cổ phiếu thì tôi lời được 25.000 này, thì tôi phải đợi 3 phiên giao dịch nữa thì nó mới về rồi tôi mới được bán nha. Thì nó có chữ mua này là hôm nay tôi mới mua này, T2 này còn 2 ngày, T1 còn 1 ngày. Ví dụ như cổ phiếu Hoa Sen này tôi mua từ tuần trước thì phiên này nhìn vào đây á thì là phiên thứ 6 này, tôi mua phiên thứ 5 này à. Còn cái đám mà mua phiên thứ 4, thứ 3, thứ 2 thì nó về rồi thì tôi có, bây giờ tôi có thể bán được 2.000 cổ phiếu, còn 2.000 cổ phiếu này tôi chưa bán được. Có nghĩa là đồng nghĩa là hôm nay giả sử mà Hoa Sen nó sập sàn thì tôi cũng chỉ biết ngồi ngó thôi, có nghĩa là tôi vẫn phải ôm nó, tôi không bán được, và đợi ngày mai thì tôi mới về được 1.500, và ngày mốt tôi về được 500 tôi mới bán được. Đã. Nên nếu mà mua cổ phiếu bạn phải tính được 3 ngày, chứ nếu mà tính 1 ngày cũng thua, hoặc là bạn phải tính dài hạn, chứ nếu không mà đợi mà các bạn đang giống như đánh bài mà mua về mà họ mà nó lỗ á, thì coi như là mình cũng ôm hận luôn. Đã. Mình về là mình cổ phiếu chưa về mà tài khoản đỏ đỏ mà mỗi ngày nó rớt thì mình cũng sót ruột đó. Tôi lấy ví dụ như là cổ phiếu này này, đây, cổ phiếu bữa này cho các bạn coi này. Các bạn mua mà nó sập sàn thì cứ 1 ngày thì nó mất 7%. Và nó hiện nay là mú bên chăng, cái từ của nó là mú bên chăng, có nghĩa là trắng bên mua, có nghĩa là mặc dù cổ phiếu mình về trong tay rồi nhưng mà hiện nay cái khối lượng giao dịch nó rất là ít, khối lượng giao dịch rất là ít, nên vì vậy là muốn đặt mua cũng gần, muốn bán được cũng gần như không thể, vì nhiều người họ cũng muốn thoát. Nên nếu mà các bạn mà không biết mà nhảy vào những cổ phiếu mà nó gọi là hàng nóng thì nó bốc hơi tài sản của mình rất là nhanh. Ở máy tôi thì nó đang dùng bit với thêm chảy này, nó hơi lâu, hơi nặng nên nó lót rất là lâu ạ. Chắc là nó chạy không nổi đâu bạn. Nôm na là vậy, ví dụ các bạn là ABS này, hiện nay nó dòng trắng với đây này, đen này, có nghĩa là không ai mua hết, mặc dù các bạn về rồi nhưng mà nó không có giao dịch, không ai mua hết. Và các bạn nhìn thấy số 10 thứ 3 này, nghĩa là ngày hôm nay nó có giao dịch được 10.000 cổ phiếu thôi, nên nếu như ai mà nhanh chân á mà có thể bán được á thì hên, mà không bán được thì ôm hàng thôi, giống như ôm quả bom trong người. Đó. Nên vậy khi chơi chứng khoán các bạn phải lọc ra những cổ phiếu mà có khối lượng giao dịch lớn để mà mình khi mình lỗ mình cũng bán được. Ví dụ như cổ phiếu này tôi để lên phía đầu này, là những cổ phiếu mà nó gọi là trong VN30 hoặc là những cổ phiếu tốt đó. Dù nó có giảm, ví dụ như cổ phiếu này nó giảm nhưng mà người ta vẫn mua, có nghĩa là mình lỗ mình vẫn thoát được, nhưng mà nếu mà không không giao dịch thì mình lỗ mình ôm mãi. Thì nói chung thì thị trường càng có dịch thì người ta càng đánh bài, càng đánh bài thì mình, nếu mình đầu tư sẵn trước đó rồi thì cứ ngồi có tiền thôi các bạn. Và không chịu thuế, không không độ khoái các bạn. Thế này các bạn, luật mua bán rất đơn giản. Có nghĩa là các bạn khi mà mua một cổ phiếu á, này đây nó không thể hiện ha, ở đây nó không có thể hiện lắm. Nôm na là thế này, các bạn mua á, thì mất 0,15% thuế phí, đó là phí bán để mất 0,15% phí, có nghĩa là các bạn mua một cổ phiếu ít nhất các bạn phải lời được 0,3% thì bạn mới hồi vốn.
tiếp theo khi các bạn bán là tính thêm 0,1% tiền thuế thu nhập cá nhân, không cần biết bạn lời hay lỗ đánh thuế như vậy. Nên vậy các bạn mua một cổ phiếu bạn phải lời ít nhất 0,4% thì gọi là hòa vốn, còn nếu không thì lỗ. Rồi, thôi, hôm nay thì chúng ta có thể kết thúc tại đây được rồi. Rồi các bạn có câu hỏi gì không? Bạn Quang hỏi cái avatar của em có vấn đề gì không? Avatar của em thì hỏi các bạn thêm chứ tôi không biết. Rồi thì các bạn thế này, bây giờ thì những nhóm mà chưa cái làm bài hoặc là báo cáo lần một mà cái quy trình bạn nó quá đơn giản thì các bạn về hoàn thiện và hoặc là bổ sung thêm, thì các bạn có thể chọn ví dụ như những cái nhóm ví dụ như là làm về quy trình về hôm bữa là về xe tải, về vận chuyển hàng hóa, thì các bạn cũng có thể phát triển nó lên, hoặc là các bạn chọn một cái bước trong đó, một cái bước trong cái quy trình của bạn, và các bạn xây dựng quy trình trong cái bước đó. Không nhất thiết phải là phát triển hết cả một cái quy trình lớn của bạn, mà các bạn có thể là chọn một cái bước nhỏ nào đó thôi để mà các bạn làm. Ví dụ như nhóm quản lý chất lượng đúng không, thì cái bước đầu tiên là các bạn sự là các bạn cái nhóm về đào tạo phát triển nguồn nhân lực á, thì bước một là lập dự toán dự trù về nhân lực, thì các bạn làm quy trình về dự trù nhân lực là được rồi, không cần phải cố mà làm cho hết được, cũng không 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 cần thiết đâu bạn, bởi vì nó nếu mà làm cố quá thì bạn không đủ sức làm. Các bạn chọn một cái bước trong đó và các bạn thấy cần phải làm những việc gì, xây dựng quy trình đó, thì các bạn sẽ thấy là công việc của mình nó sẽ rất là nhẹ nhàng, đừng có đau to búa lớn, đau to búa lớn là mình làm không nổi đâu bạn. Và nếu như có điều kiện các bạn hãy phát triển cái bài nhóm mình lên giống như cái sơ đồ cái lý thuyết hôm nay tôi cho bạn học, và hãy làm, tôi không cần bạn phải giống kỹ thuật như tôi đã cung cấp, mà các bạn chỉ cần làm giống như ngân hàng Vietcombank đã làm, làm hình chữ nhật thôi, tôi đã mừng lắm rồi, không cần phải cầu kỳ phức tạp. Nếu mà được đúng như kỹ thuật thì tốt, còn nếu như không đúng như kỹ thuật thì cũng không sao đâu. Các bạn biết công việc của mình cần làm rồi đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay. Thì sau buổi học ngày hôm nay thì các bạn nhắc nhở hai việc các bạn. Thứ nhất đó là việc cách ly. Xét cho cùng thì chúng ta vẫn là F2 đấy, nên hãy cẩn thận, chấp hành đúng việc cách ly. Vì tôi và các bạn ở đây ai cũng là cách ly hết, ai cũng là F2 hết, phải cách ly ở nhà. Cái tiếp theo đó là gì? Đó là cái việc cái trên cái hệ thống LMS, thì các bạn nếu như làm bài tập xong rồi hãy thử lên trên cái hệ thống LMS mà tạo cái môn học của tôi, các bạn up lên môn học của mình, up cái bài thuyết trình mình lên được hay không, các bạn thử up lên nó giúp tôi một cái nhé. Bạn nhóm nào làm rồi cũng up lên hết, bao nhiêu nhóm up lên nó hết, nếu như mà up không được nữa rồi thì mới đưa cho bạn, vừa up lên và up cho bạn, gửi cho bạn nguyên nha các bạn, để bạn nguyên sau này sẽ tổng hợp và gửi lại về cho tôi. Rồi ha, rồi xong, những gì cần nói tôi nói xong hết rồi, các bạn có gì nữa không thì nói, không thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay. Cảm ơn bạn Quang, sống là phải tham bạn Quang à, mình có mục tiêu mà chưa đạt được mục tiêu thì mình chưa bán. Mục tiêu của tôi là phải lời tới 150 triệu lận, nên bây giờ mới lời được có 60 triệu rồi, chưa chưa được. Rồi thôi, cảm ơn các bạn, chào các bạn nha.